Chào cô chú chị nha. Mình theo dõi bất kỳ cái địa điểm nào hoặc là cái shop nào mình mua hàng online thì mình nên tìm hiểu trước khi mình mua hàng nha cô chú chị. Và cái shop của người ta buôn bán ấy, thì người ta sẽ công khai rất là nhiều cái hình thức giao dịch, mình nên theo dõi rồi mình mua. Ở bên em thì không có ship code, không có thu hồi bất kỳ cái đơn hàng nào, dù cho là 50 ngàn hay là 100 ngàn hay là 100 triệu chăng nữa thì nó cách thức giao dịch nó vẫn vậy thôi. Giá trị càng cao thì mình sẽ có những cái lựa chọn giao dịch, cách giao dịch khác nhau, nhưng mà bên em này không có cái chuyện mà ship tới ưng thì lấy đâu nha mọi người. Bên em không có giao dịch kiểu là ship tới ưng thì lấy nha. Trong video này là em có một con Shinawa 580, Shinawa 580 con này thì cách khai thác hay. Các gia đình thì khỏi phải bàn rồi, có cách khai thác được rất là tốt nhé. Như Hu 353 thì không có cửa đâu nha. Đấy, nói vậy cho nó phải lăn tăn. 57.3 cc, nặng đầu máy này nặng 5,9 kg. Lam mà lam chuột nha, xích zin của nó này. Chạy xích 325, lam chuột khoảng 6 tấc, gần 6 tấc. Made in Japan, mã số, mặt tiền VIP mọi người, quá đẹp luôn, gầm rồng còn luôn. Con này là đẹp xuất sắc nha. Hôm nay thì em sẽ bao, con này là chưa dọn em bao hơi lửa cho mọi người nha. Ủa thấy lắp máy mà tí này em sẽ bao hơi lửa. Máy thì nó không bể vỡ nhé, bao hơi lửa. Đủ đồ ha. Về cô chú anh chị tự dọn nha. Dọn hàng này nó dọn nó dễ lắm mọi người ơi. Mấy cái máy cưa, máy phát cỏ là chủ yếu liên quan đến vấn đề là sinh và sinh nhớt và lửa thôi, chứ nó chả có gì. Nhớt ra lam, còn xanh là ở từ bình xăng lớn qua bình xăng con vào nòng bạc bê tông. Còn lửa thì mua pin lửa thì nó ở bên phần vô lăng để thôi. Hơi tốt, lửa tốt, xăng lên đều thì cứ việc cho nó nổ kiên chỉnh thôi. Thì con này nó đủ đồ hết đây, là chưa dọn là 3,5 triệu nhé. Còn cô chú anh chị nào muốn dọn ấy thì thêm cho em 300.000 nha. Muốn dọn sạch sẽ nổ về chỉ việc dùng ấy thì thêm cho em 300.000 nha. Còn chưa dọn về tự dọn là 3,5 triệu. Chào cô chú anh chị.